Em xin chào tất cả quý khách hàng đến kênh ICU Club của em ha. Thì hiện tại thì bên em chuẩn bị, em ký con xe là em chuẩn bị giao cho quý khách hàng một con xe ICU WKR 270 ha, màu xanh nè. Đó. Cái form này là form mới ha, đầu vuông nha quý khách hàng nha. Con này form mới đầu vuông. Thì em chuẩn bị giao cho quý khách hàng về tại Bình Dương là con xe đầu tiên của quý khách hàng để chạy chở hàng ha. Con này là con đầu vuông như quý khách hàng nha. Nhìn cabin nó rộng hơn, nó to hơn, kiến hậu nó cũng to hơn như quý khách hàng nha. À, con này thì nó sử dụng cho quý khách hàng sử dụng động cơ vẫn là động cơ cũ nha, động cơ cũ nhưng mà nó thay đổi cái thân xác bên ngoài. À, thay đổi bên ngoài hoàn toàn nha quý khách hàng nha. Con này con Isuzu WKR 270 nó vẫn xài động cơ Blue Power như quý khách hàng nhá. À, vẫn xài động cơ Blue Power và cái chữ Isuzu quý khách hàng nhìn giúp em ha, chữ Isuzu nè. Chữ Isuzu nó đã mạ chrome sáng bóng luôn, sáng bóng. Nó khác hẳn form cũ. Cái form mới này thì bên em đã sơn lại theo yêu cầu của quý khách hàng ha. Sơn lại theo yêu cầu của quý khách hàng, tại vì quý khách hàng hợp phong thủy với màu xanh á, cho nên bên em sẽ sơn lại theo yêu cầu của quý khách hàng. Nếu mà quý khách hàng nào có yêu cầu sơn thì bên em sẽ sơn theo yêu cầu. Nhưng mà thật nguyên chất bản của con xe này nó là màu trắng như quý khách hàng nha. Nó là màu trắng. Cho nên bên em đã thay đổi kết cấu và thay đổi màu sơn của quý khách hàng như theo mong muốn. À. Và đầu tiên thì quý khách hàng nhìn giúp em ha. Con này con Isuzu WKR 270. Thùng này thùng dài 4m3 nha quý khách hàng nha. 4m3. Thì cái đèn của nó nè, nó to bản hơn. To bản hơn. À, to bản hơn và nó sử dụng cho quý khách hàng thêm một cái đèn hỗ bổ trợ nè. Đó, phía trong xe nè, đó có hai cái đèn. Một đèn halogen, đều halogen hết cho quý khách hàng nha. Nhưng mà nó hỗ trợ hết. À, đèn là đèn xi nhan cho quý khách hàng nha. Đó. Đây. Nó thay đổi hoàn toàn cho quý khách hàng luôn. Bên này cũng vậy. Nói chung là Isuzu đằng trước thì chỉ là xài nhựa thôi quý khách hàng nha. Xe tải mà, mình không có đòi hỏi được nhiều ha. Đây, đó, quý khách hàng nhìn cho em nè. Cái đầu cản trước nè. À, nhìn rất là to như bên nhà nha. To bản như con NMR vậy đó. À, rất là to bản luôn. Đây, kính hậu nè, kính lái nè. Kính lái thì rất là to luôn nha. Kính lái to nè. À, rất là rộng, tầm nhìn thoáng luôn. Đây, thì quý khách hàng có thể nhìn cho em. Ở phía ngang hông xe nè, có tích hợp đèn báo rẽ ha. Tích hợp đèn báo rẽ giúp cho cái người nhìn ở phía sau hoặc là bên phải bên trái có thể nhìn một cách đổ thoáng hơn. À, đây em sẽ quay cho quý khách hàng xem ha. Đây là con xe bên em đã đổi màu. Cái độ sơn nha, sơn thì bên em rất là chắc chắn, thì bảo hành cho quý khách hàng đàng hoàng ha. Bảo hành đàng hoàng. Và cái thùng xe quý khách hàng nhìn giúp em ha. Đó, thùng xe có thể là to hơn một tí nha. To hơn một tí. À, đó, về chiều ngang nha. Chiều ngang to hơn một tí nha, để nó vừa đủ với kích thước với cái cabin ha. À. Rồi. Em quay cho quý khách hàng thêm một cái thùng nữa cho quý khách hàng xem qua. Đây là thùng nè. Thùng này thì bên em đóng hoàn tất, chuẩn bị giao con xe đầu tiên cho quý khách hàng. Giao con xe đầu tiên. Và sơn lại ha. À, thùng nè. Nói chung là quan trọng về giá thôi, chứ xe thì rất là ok nha quý khách hàng nha. Đây là bên em đóng đơn vị thùng tính nghĩa nha quý khách hàng. Đơn vị thùng tính nghĩa. Đây. Quý khách hàng có thể coi giúp em là cái rãnh nha. Cái rãnh nè. Người ta châu chuốt từng cái rãnh luôn. Đó, form mới nha. Form mới. Đây, sàn nè. À, sàn rất là chắc chắn luôn nha quý khách hàng nha. Sàn rất là chắc chắn luôn. Đó. Em ra số rồi. Con này là biển số ở Bình Dương. Biển số Bình Dương. Thì chuẩn bị giao con xe đầu tiên, đầu vuông, cho quý khách hàng tại Bình Dương ha. Để mở hàng. À, quý khách hàng coi giúp em cái thùng nè. Đây. Cái thùng xe thì nó rất là chắc chắn luôn. Đây. Đó, quý khách hàng coi giúp em ha. Thùng đóng kiểu mẫu mã thì rất là đẹp luôn. Đây là hiện tại là chủ nhật cho nên em chỉ quay qua cho quý khách hàng xem qua cái con xe của mình thôi. Đó.
con này nó to quá, em không thể lấy cái góc nét để mà bao hết cái xe được của mình ha. À, đó, xe này thùng là thùng tính nghĩa cho quý khách hàng nha. Tính nghĩa thì tính nghĩa thì nó sẽ khác cho quý khách hàng là thứ nhất ở đây cái khung bao đèn này nó sẽ là inox cho quý khách hàng nha, inox luôn đó, khung bao đèn sẽ là inox, có cái rãnh cột hàng ở đây ha, rãnh cột hàng đây. Em sẽ quay phía sau, quay phía sau cho quý khách hàng có thể coi cái con xe này. Nói chung là xe của mình chất lượng thì khỏi phải bàn rồi, quan trọng là anh em tới đây tình cảm và quan trọng về cái giá thôi, không có vấn đề gì nhiều đâu. À đây, đây là con đầu vuông mẫu của 2022 nha. Đây à, anh em đang dán viên cách nhiệt cho quý khách hàng nha. À, cái viên cách nhiệt đây, khách hàng coi giúp em ha. Con này mẫu mới nè, khỏi phải chơi nè, quan trọng là đóng thùng ok. Em quay từ phía sau nè đó cho quý khách hàng xem coi cái chất lượng của cái xe đó, quay kỹ luôn nha, bao hết luôn. À đó, đây là con màu xanh rồi. Em sẽ bước lên cái thùng ha, bước lên cái thùng để em quay từng cái ngóc ngách nhỏ để cho quý khách hàng có thể xem và kỹ hơn coi cái nhà đóng thùng này ha, để sau này quý khách hàng có mua xe thì có thể lựa chọn. À đây, em sẽ bước lên ha, bước lên, tại hôm nay chủ nhật mà nên cũng nhấn chút thời gian để em quay. Thì quý khách hàng coi ha, đây là cái rãnh nè, rãnh cột hàng nè, rãnh cột hàng phía trong nè, hơi tối chút xíu, có đèn nha quý khách hàng nha, có đèn luôn. À đó, rất là đẹp luôn. Đây nè, từng con ốc, từng con live nha quý khách hàng nha, từng con live luôn. Đây, phía trong đây nó có một cái lớp sốt nha quý khách hàng nha. À, cho giúp cho quý khách hàng khi mà bị va đập thì nó có một cái lớp sốt này, nó giữ lại cho cái hàng mình nó không có bị bể hay là cái gì ha. Đó, từng con live ha, từng mối hàng đó. Rồi, em chuẩn bị kết thúc cái video tại đây, thì em bắt đầu em vô em quay thêm một cái bên trong cabin nữa để cho quý khách hàng có thể nhìn qua coi cái con xe của mình có nên lựa chọn con xe này hay không, và tầm giá 580 tí xíu nha, 580 ở đó. Rồi, 580 thì quý khách hàng có thể lựa chọn con này hả. À đây, rồi còn 580 hơn tí nha, hơn tí thôi. À đó, đây, đối với thùng xe cơ bản nha quý khách hàng nha. À, đây, tắp ly, tắp lô nè, tắp lô cửa nè, gương kính auto một chạm nha quý khách hàng nha, auto một chạm luôn. Đây, em chuẩn bị nổ máy nè, em để cái tiếng máy nổ máy cho nghe quý khách hàng nghe cái tiếng máy. Thì đây, ở đây là cái trong phòng kính nha, quý khách hàng nghe giúp em cái tiếng máy nè. Tiếng máy xe rất là ok nha, đối với Isuzu thì người ta đã có tiếng từ trước rồi. Con này vỏ Yokohama nha. À đây, bây giờ em sẽ bước lên trong xe, bước lên trong xe. Đây, nếu mà quý khách hàng là mua xe của em, đặt xe của em thì em sẽ hỗ trợ cho quý khách hàng một cái định vị với phù hiệu ha. À đây, bên trong cabin nè, em mở cái đèn mình sáng đi xíu. À đây, ghế da nha quý khách hàng nha, ghế da luôn, ba người ngồi ha, mẫu mới luôn, WKR 270 đầu vuông, mẫu mới luôn. À đây, kính nè, kính hậu rất là bự luôn nha, mình bao hết hai vùng luôn. À đó, đằng sau nè, bên đây. À đây, gương ở giữa nè. Đây, tay nè, qua lăng ha, qua lăng xe tải rất là nhẹ như quý khách hàng nha. Đó, nghe tiếng kèn ha,
đèn nè, chế độ đèn nè, đầy đủ như khách hàng nha, đầy đủ luôn. Nói chung là xe tải thì có những cơ bản không có đòi hỏi được nhiều. Đây là cái garanti nha khách hàng nha, cái garanti nè, garanti đó. Thì xe tải chỉ có cơ bản thôi chứ mình không có đòi hỏi cao được. Giá trị của cái xe nằm ở trong các phân khúc, con này là hộp số này, mẫu số như cái thằng nha, 1 2 3 4 5 và chữ số R này, phanh tay cơ này. Xe tải mà đây phía trong này đèn Haza nè, đây đèn Haza luôn đó. Máy lạnh thì máy lạnh chỉnh cơ rồi. Nói chung là xe quan trọng cái thùng thôi, còn cả pin thì anh em xuống đây coi và quan trọng thương lượng giá. Ok anh em chốt đó. Còn em thì giá thì anh em cứ yên tâm, em sẽ để cho anh em một cái giá tốt nhất. Không có khi mà đã xuống đây không làm cho quý khách hàng phải thất vọng ha. À, máy lạnh nè, lạnh buốt luôn nha, lạnh buốt luôn. Đây đèn nè rất là sáng nha, đó em soi thử nè, đó đó em tắt soi thử nè, đây đó rất là sáng nha. Cái này là hiện tại là đang ở trong cái xưởng cho nên em quay. Khi mà quý khách hàng thì em sẽ hỗ trợ cho quý khách hàng cái định vị nha, cái định vị nếu mà quý khách hàng mua em sẽ hỗ trợ cái định vị cho quý khách hàng để mà quý khách hàng có thể ra một cái biển vàng tốt nhất nhất. Tại vì bây giờ mình mua xe mà cho nên mình phải ra một cái biển vàng, ra một cái biển vàng đó. Rồi bây giờ em sẽ xuống xe, em sẽ quay cho quý khách hàng một lần nữa để em kết thúc cái video này đây. Nếu mà quý khách hàng nào có yêu thương thì cho em một lượt đăng ký kênh và một lượt like kênh đây. Rồi em chuẩn bị quay một lần nữa để kết thúc cái video tại đây. Kết thúc video tại đây. Đây đầu Isuzu VKR 270 ha. Đó đầu vuông mẫu mới, chuẩn bị giao dịch về Bình Dương này. Rồi khoảng 580 hơn một tí ha. Rồi quý khách hàng nào có quan tâm thì cứ alo cho em qua số 0349 311 400 ha. Rồi em kết thúc cái video tại đây. Nếu mà quý khách hàng nào có quan tâm thì cứ alo cho em. Rồi em kết thúc ha. Khi nào mà quý khách hàng nào có yêu thương thì cho em một lượt đăng ký kênh, một lượt like kênh để em phát triển những cái video nào mà tốt nhất ha. Rồi em cảm ơn tất cả quý khách hàng. Rồi em kết thúc video, được thì cho em một lượt đăng ký kênh, một lượt like kênh ha. Rồi.